Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi, cô đi chợ phải mua đồ ăn của con gái tôi, nó thích ăn. Chị về cái nhà này làm dâu bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ cái thói quê mùa như ở nhà chị à? Mẹ bảo mấy mảnh đất ở quê bán được hàng 7 tỷ á. Em tính rồi, rồi sao còn cho bọn trẻ. Bây giờ đất đai lên xuống thất thường, còn cứ bán phát đi, không để về sau đầu tư vào khác không hơn à? Đúng đúng đúng, em thấy mẹ nói đúng đấy chị ạ. Em cho vay. Cho vay? Tôi vay để tôi làm ăn, có thì tôi trả. Chúng ta ly hôn đi, em không thể chấp nhận cái cuộc sống có một người chồng vô tâm và nhu nhược như thế này nữa. Thế cô định làm gì tôi? Cô kiện đi. Hôm nào mày dẫn mẹ đi chỗ này làm con nhé. Vâng. Con mời cả nhà ra ăn cơm ạ. Ừ. Thôi, con không ăn đâu. Sao thế hả con? Mẹ biết thừa là con nó không thích ăn cá rồi, mà hình như con ngửi thấy có mùi cá hay sao ấy. Người nào đó cứ cố tình mua cá để con không ăn được ấy. Ừ, cá thật. Mày không ăn thì để người khác ăn, lắm chuyện. Ừ, cái thằng này. Cô đúng là đồ xấu người xấu cả nết. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi, cô đi chợ phải mua đồ ăn của con gái tôi, nó thích ăn. Sao cô cố tình cô mua đồ nó không thích là sao? Cô cố ý phải không? Con không cố ý đâu ạ. Con xin lỗi mẹ, xin lỗi em ạ. Chị buồn cười thật đấy. Chị về cái nhà này làm dâu bao nhiêu năm rồi mà vẫn giữ cái thói quê mùa như ở nhà chị à? Chị nhìn lại chị xem, ăn mặc đến rồi, có khác gì con ở không? Ừ. Ngứa cả mắt. Đi ra đi. Thế có định đi ăn cơm không? Hay là ngồi đây xỉa xói nhau đây? Kệ gian đi con. Đẹp quá. Anh ơi, hay là nhà mình thuê giúp việc đi. Sao tự dưng em lại đòi thuê giúp việc làm cái gì? Thì tại vì em muốn đi làm lại. Với cả ở nhà bức bối lắm, mà con mình thì cũng cứng cáp cả rồi. Em muốn thuê giúp việc để vừa tiện chăm con, vừa phụ việc nhà luôn. Thế nhưng mà vấn đề bây giờ ấy là kinh tế không có. Với lại một mình anh lo thì sao mà được. Mà hơn nữa mẹ còn ở nhà nữa cơ mà. Mẹ ở nhà nhưng mà em nào có dám nhờ. Anh thấy rồi đấy, từ ngày em ở cữ đến bây giờ, em có nhờ vả được ai cái gì đâu. Anh thì đi làm bận tối mắt tối mũi đêm mới về. Mẹ ghét em, ghét lây sang cả cháu ấy. Còn em gái anh mở mồm ra là chê em quê mùa. Bây giờ em chăm con, xong lại còn vừa phải hầu hạ mẹ anh với em gái anh, em chịu làm sao mà nổi. Anh biết em vất vả. Thế nhưng mà bây giờ mẹ cũng có tuổi rồi, với lại mẹ bị bệnh thấp khớp, đi lại khó khăn. Mà cái Hồng Anh ấy, nó đi làm ăn ở ngoài, chịu nhiều áp lực lắm. Với lại nó được nuông chiều từ bé, nên ăn nói nó hơi bị sức sược. Em đừng để bụng nhé. Thôi, anh đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm. Alo mẹ ạ. Có chuyện gì mà mẹ gọi điện cho con muộn thế ạ? Mẹ mừng quá, nên gọi điện cho con luôn đây này. Có chuyện gì hả mẹ? Hai mảnh đất bố mẹ cho con lúc con đi lấy chồng ở làng mình giờ lên giá rồi đấy. Bao nhiêu người đến hỏi mua, người ta trả tận 7 tỷ đấy con ạ. Thật hả mẹ? Thế thì mừng quá. Hai mảnh đất đấy dù gì thì con cũng chưa có việc dùng đến, con sẽ cho người ta thuê. Dù sao thì cũng đỡ lo một phần kinh tế mẹ ạ. Dạ vâng, con chào mẹ. Thôi mẹ ngủ đi nhá. Dạ, dạ. Uầy, mẹ bảo mấy mảnh đất ở quê bán được hẳn 7 tỷ á? Uầy, thế thì mình giàu to rồi. Giàu cái gì mà giàu. Em tính rồi anh ạ. Dù sao thì hai mảnh đất đấy cũng vuông vắn đẹp đẽ. Bây giờ em sẽ cho người ta thuê để có tiền lo cho con cái. Anh nghĩ là hay bán đi. Vừa hay anh cũng đang định đầu tư. Mà lại... Không được. Hai mảnh đất đấy em tính rồi, về sau còn cho bọn trẻ. Với cả nó còn lên giá nữa.
Dù sao thì anh cũng chưa có kinh nghiệm đầu tư buôn bán, nhỡ mất hết thì sao? Thôi, cái chuyện đấy mình tính sau đi, chứ bây giờ là em không đồng ý bán đâu. Ngủ đi. Vào bếp làm gì ạ? Mẹ để con làm cho. Thôi, con cứ để mẹ làm cho. Thôi, mẹ để con làm cho mẹ. Thôi con, mẹ làm được mà. Con đã đi làm vất vả rồi, về lại chợ nấu cơm nước, chăm sóc con gái mệt mỏi rồi. Thôi con vào nghỉ đi, chăm cháu cho mẹ nhé. Mẹ ơi, chị ơi. Tèn. Hôm nay nhớ em đi mua đồ ấy, em thấy cái bộ này rất hợp với chị. Em mua tặng chị này. Chị cầm đi. Còn cái này là em mua cho cháu của em. Đấy, gớm chưa? Nó chỉ nhớ đến chị dâu nó với cả cháu nó thôi, có nhớ gì đến mẹ nó đâu. Kìa mẹ. À thôi, chị vào trong nghỉ ngơi đi, để em phụ mẹ nấu cơm nhá. À con này. Dạ. Mẹ nghe nói chồng con nó bảo ấy, là hai miếng đất mà trước bố mẹ đẻ con cho con trước lúc cưới ấy, giờ được giá lắm đấy con ạ. Con với chồng cũng đã bàn bạc rồi mẹ ạ. Bọn con nghĩ miếng đất đấy con sẽ để lại cho bọn trẻ con sau này. Con nói cũng phải, nhưng mà mẹ nói thật nhá, bây giờ đất đai lên xuống thất thường, con cứ bán quách đi, xong để về sau đầu tư vào cái khác không hơn à? Sao mẹ lại nói như thế ạ? Thì bây giờ mẹ kể con nghe nhá. Bây giờ đất đai được giá, con bán đi, con gửi vào tiết kiệm, để dôi ra một khoản, thế xong đất đai ở chỗ khác ngon hơn, con mua. Thế là về sau yên tâm, bọn trẻ con nó lớn, không hơn à? Đúng không? Đúng. Em thấy mẹ nói đúng đấy chị ạ. Chứ em làm kinh doanh em biết mà, làm kinh doanh khó khăn lắm. Bây giờ đất đai thì lên xuống thất thường như thế, mà bây giờ đất thì đang được giá. Đúng mẹ, thì mình bán luôn đi chị. Bán luôn lấy tiền chị ạ. Dạ vâng, vậy thì để con với cả chồng sẽ bàn bạc lại xem sao mẹ ạ. Ôi trời, còn bàn bạc gì, mẹ thật cứ bán quách đi. Vừa được tiền, đúng không? Gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào chỗ khác. Ôi giời, dư khối tiền, tha hồ lo cho bọn trẻ con ạ. Dạ vâng ạ. Thôi mẹ đi vào đi, để con nấu cho. Chà bố cổ mẹ. Tình hình mua bán đất thế nào rồi anh? Đương nhiên là xong xuôi hết rồi. Thế tiền đâu hết cả rồi ạ? Anh gửi ngân hàng hết rồi. Gửi ngân hàng? Thế giấy tờ gửi ngân hàng, thông tin, sao em không thấy anh nói với em một câu nào cả? Mà em buồn cười nhỉ? Anh là chồng em, thế em không tin anh thì em tin ai? Đã bảo là gửi ngân hàng hết rồi. Anh à, em tin anh nên em mới giao cho anh cái việc mua bán đất và ủy quyền cho anh như thế chứ. Thế nhưng mà tại sao anh lại không cho em biết một thông tin gì cả, lại còn thái độ với em như thế là sao? Anh cho vay. Cho vay? Cho ai vay mà cho vay cả 7 tỷ hả anh? Cho tôi vay. Cho em chồng cô vay. Em chồng cô làm ăn thua lỗ, cần phải số tiền làm vốn. Mà có 7 tỷ phải gì to tát đâu mà cô cứ làm toáng lên như thế hả? Mẹ, đây là 7 tỷ chứ không phải là 7 triệu đâu mà mẹ nói nhẹ bẫng như thế. Thế cô nghĩ tôi lừa đảo à? Buồn cười thật đấy. Thế tôi lừa cô ở chỗ nào? Tôi vay để tôi làm ăn, có thì tôi trả. Chứ tôi đã lừa được của cô đồng nào chưa? Đúng đấy, người trong một nhà khi gặp hoạn nạn phải giúp đỡ nhau chứ. Nhất là em chồng cô đang làm ăn, nó cần phải một số vốn, làm xong nó trả cô, đi đâu mà thiệt. Mẹ, đây là số tiền mồ hôi xương máu của bố mẹ đẻ con để lại cho con.
là tiền của con. Tại sao mọi người không hỏi tôi một câu nào trước khi tự ý quyết định thế hả? Còn anh là chồng của tôi. Anh coi tôi là gì trong cái gia đình này hả? Lúc nào anh cũng chỉ biết tới mẹ và em gái của anh thôi. Chả nhẽ sai. Còn tôi là cái gì? Cô không xứng đáng lên tiếng, cô im mồm đi. Nhân đây tôi cũng nói với cô luôn, tôi không đồng ý cho cô vay số tiền đấy. Cô liệu mà thu xếp trả tôi, còn không ấy thì đừng có mà trách. Mẹ, cả mẹ nữa, từ ngày con về làm dâu nhà này, lúc nào con cũng muốn mẹ yêu thương con cố gắng làm mọi thứ. Nhưng còn mẹ thì sao? Mẹ chỉ coi trọng những người con của mẹ thôi. Còn con chỉ là đứa con ở, con chỉ là đứa giúp việc trong cái nhà này, là đứa đẻ thuê. Có tiền thì mẹ hề hả với con, không có tiền thì mẹ khinh bỉ con. Chúng ta ly hôn đi. Em không thể chấp nhận cái cuộc sống có một người chồng vô tâm và nhu nhược như thế này nữa. Và cả cái gia đình toàn những kẻ lừa lọc như thế này. Tưởng hay hớm lắm, đúng là con nhà quê. Lát nữa anh sẽ không phải đi đón con nữa đâu. Con sẽ ở với tôi. Còn các người nữa, thu xếp mà trả tiền tôi. Nếu không tôi sẽ kiện các người ra tòa vì tội lừa đảo đấy. Thế cô định làm gì tôi? Cô kiện đi, xem là ai thắng. Mà tôi nói luôn với cô nhé, cái loại nhà quê ăn bám gia đình của tôi ấy, thì cô cũng không có quyền lên tiếng để đòi tiền của tôi. Cút! Ơ cả mặt. Cô kìa. Tính. Tống được nó đi nhẹ cả người con ạ. Đằng nào cháu mình thì vẫn là cháu mình. Con hiểu không? Chào chị. Tôi là Hồng Anh của công ty NCT. Đây là bản đề xuất bên tôi gửi cho bên mình. Chị xem qua ạ. Sao? Bất ngờ lắm nhở? Từ ngày lừa được 7 tỷ của tôi để chống đỡ công ty, nghe nói bây giờ công ty của cô đã lại rơi vào bế tắc rồi. Chị... sao chị lại... Sao lại biết hả? Biết công ty của cô rơi vào bế tắc, tôi còn định nhờ người đến để đầu tư vào công ty cứu cô nữa đấy. Nhưng mà nhớ lại những gì cô và mẹ cô đã làm với tôi thấy điều đấy không xứng đáng. Chị dâu, em xin lỗi. Xin chị hãy giúp em lần này, được không ạ? Chị dâu, tôi và anh trai của cô đã ly hôn rồi. Tôi không còn phải là chị dâu của cô nữa. Từ giờ trở đi, tôi và cô cũng sẽ không liên quan đến nhau. Hợp đồng này coi như hủy đi. Tôi muốn thấy cô và mẹ của cô sẽ phải trả giá cho những hành động gian dối và khốn nạn của mình. Tiễn khách.